Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Tình hình ở tại Đông Âu ngày hôm nay người ta đang chú tâm tới cái cuộc họp thượng đỉnh của NATO. Không biết là trong cái chương trình thượng đỉnh này sẽ đưa ra được những quyết định gì. Nhưng cái câu chuyện để Ukraine trở thành thành viên NATO chính thức hay là nhận được lời mời chính thức cho đến ngày hôm nay chưa có bất cả cái dấu hiệu nào cả. Liên minh Anh Mỹ rõ ràng là không muốn mời Ukraine ra thành thành viên liên minh chính thức. Ngày hôm nay chính Đức là người ngăn chặn cái đơn gia nhập NATO của Ukraine. Còn về câu chuyện của Hoa Kỳ khi mà quyết định cung cấp đạn chùm cho Ukraine đang gây tranh cãi rất lớn trên thế giới. Đây được coi là một hành động nguy hiểm vượt qua các làn ranh và dẫn tới xung đột trực tiếp giữa Nga và Ukraine, giữa Nga với lại tập thể phương Tây. Cái chiến sự ở Nga và Ukraine ngày hôm nay thì với tập thể phương Tây thì đang đi vào thế đường cùng khi mà bản thân Mỹ phải quyết định chuyển giao đạn uranium nghèo đấy, đạn chùm đấy, thì đã cho thấy rằng tập thể phương Tây đã bước vào tới đường cùng rồi. Họ cạn kiệt khả năng để viện trợ cho Ukraine ngày hôm nay rồi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc Mỹ chuyển giao bom đạn chùm cho Kyiv. Việc cung cấp bom đạn chùm cho Kyiv gây ra nhiều vấn đề nhân đạo, sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở tại Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chia sẻ trong một cuộc họp báo. Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối về điều này. Việc chuyển giao bom đạn chùm vô trách nhiệm dễ dẫn đến các vấn đề nhân đạo. Chúng cần được giải quyết một cách đó là cân bằng. Việc chuyển giao bom đạn chùm phải được xử lý một cách kiềm chế và thận trọng. Bà Mao Ninh nhắc lại rằng là Bắc Kinh luôn coi đàm phán là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng. Các bên liên quan trong không nên đổ thêm dầu vào lửa, làm trầm trọng thêm đó là mâu thuẫn, dẫn đến trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Ukraine, bà Mao Ninh nói. Trong tuần trước thì Washington đã tuyên bố là chuyển giao đạn chùm, bom chùm cho Ukraine. Đây được coi là một nước cờ tấn công vào lãnh thổ Ukraine kéo dài nhiều thập kỷ. Người phải gánh chịu về những hậu quả này chính là dân thường của Ukraine. Nhưng bản thân Nhà Trắng lại tuyên bố rằng cái chết của dân thường Ukraine không đáng sợ bằng chiến thắng của Nga ở tại Ukraine. Nhưng mà trong cái kế hoạch, trong cái chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang phát động, sau 17 tháng diễn ra xung đột, người ta không thấy có con đường khả quan cho phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Người ta không thấy. Điều quan trọng hơn nữa, trong nhiều thông điệp Vũ Quang đã bình luận, phương Tây từ đầu xung đột cho đến thời điểm hiện tại hoàn toàn chưa có một kế hoạch đồng bộ nào hỗ trợ cho Ukraine để giúp chiến thắng Nga trên chiến trường. Hoàn toàn họ chưa có. Tất cả chỉ là nhỏ giọt và thiếu đồng bộ. Còn Đức và Mỹ ngày hôm nay đã chặn đơn xin gia nhập NATO chính thức của Ukraine. Đức và Hoa Kỳ đang ngăn chặn nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Tờ báo của Đức đưa tin về việc này và trích dẫn nguồn thông tin đó là cấp cao của Đức. Tuần trước thì báo chí của Anh dẫn nguồn của NATO đưa tin là tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh ở tại Litva trong ngày hôm nay, Đức dự định thúc đẩy hoãn việc Ukraine gia nhập NATO do lo ngại bước đi này có thể dẫn đến chiến tranh với Nga. Ngoài ra, Financial Times viết rằng là Hoa Kỳ và Đức đang chịu áp lực từ các đồng minh NATO do không đủ hỗ trợ cho Ukraine khi nước này gia nhập liên minh, không ủng hộ. Tôi có thể xác nhận rằng là Mỹ và Đức đang ngăn cản đơn xin gia nhập NATO của Ukraine. Điều này càng minh chứng và củng cố cho một niềm tin rằng con đường để Ukraine trở thành thành viên NATO không bao giờ là hiện thực. Ukraine có một vị trí then chốt quan trọng để phá vỡ không gian linh của Nga, trở thành một tiền đồn chống Nga lâu dài và làm cho Nga suy yếu. Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành thành viên của NATO được. Ngay như ông Stoltenberg đưa ra một cái thông điệp để Ukraine trở thành thành viên của NATO, thì Ukraine buộc phải chiến thắng Nga trên chiến trường. Mặc dù họ biết rất rõ nhiệm vụ này Ukraine không bao giờ hoàn thành. Trong khi những điều kiện mà Ukraine thực hiện các cuộc phản công yêu cầu phương Tây hỗ trợ thì tập thể phương Tây cũng không hỗ trợ được những yêu cầu như chính quyền Kyiv đưa ra. Ông Zelensky rất cố gắng và kiên nhẫn trên con đường vận động hành lang xin Donetsk, xin viện trợ. Bởi đối chính quyền Kyiv ngày hôm nay, nguồn lực của họ là tập thể phương Tây. Nguồn lực của họ là tập thể phương Tây. Và càng đến ngày gần đây thì bản thân Ukraine càng đưa ra những tối hậu thư gay gắt hơn với NATO cũng như là với Liên bang Nga. Con đường duy nhất để chấm dứt xung đột là biên giới Ukraine phải quay về năm 1991. Ông đã tuyên bố rằng quân đội Ukraine sẽ tiến về bán đảo Crimea và buộc ngài Putin phải bước bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Những tuyên bố của chính quyền ông Zelensky ngày hôm nay nó không dựa trên thực lực của lực lượng vũ trang Ukraine mà nó dựa trên thực lực của tập thể phương Tây. Chính quyền Kyiv luôn tin tưởng với nguồn lực của tập thể phương Tây hỗ trợ cho mình về mọi mặt thì sẽ chiến thắng Nga ở trên chiến trường và buộc Nga phải bước bàn đàm phán. Còn mục tiêu của Hoa Kỳ thì duy trì xung đột, sử dụng bàn tay Ukraine để làm suy yếu Liên bang Nga là mục tiêu của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái mục tiêu này, sau 17 tháng, Nga đang dần từng bước để vô hiệu hóa. Con đường phi quân sự phát xít ở tại Ukraine nó không dừng lại đây mà lan rộng sang cả phương Tây. Kyiv hiểu rằng là tư cách thành viên NATO của Ukraine không có trên bàn đàm phán. Kyiv nhận ra rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO không có trên bàn và đã quá muộn để thay đổi chương trình nghị sự, tờ Financial Times dẫn lời một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Theo ấn phẩm thì Ukraine có những kỳ vọng thực tế về những gì sẽ xảy ra trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva. Kyiv nhận ra rằng là tư cách thành viên Ukraine trong NATO không có trên bàn và đã muộn để thay đổi chương trình nghị sự. Financial Times dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine. Theo ấn phẩm thì Ukraine không có những kỳ vọng thực tế về những gì sẽ xảy ra trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh của NATO. Nhưng họ vẫn bản thân tập thể phương Tây vẫn sử dụng vấn đề NATO làm quân bài chính để dẫn dụ Ukraine và lên dây cót tinh thần cho những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ukraine không bao giờ trở thành thành viên của NATO khi mà xung đột đang diễn ra. Quan trọng hơn nữa, Ukraine đang là một quốc gia phá sản toàn diện. Mọi thứ được hoạt động trên lãnh thổ Ukraine ngày hôm nay đều đến từ tập thể phương Tây. Nhưng cái nguồn tiếp viện đó nó chỉ đủ để duy trì hơi thở thôi thóp. Mà Nga thì đang hủy diệt, tiêu hao nặng nề về nhân lực cũng như khí tài ngày càng lớn hơn, khiến cho tập thể phương Tây luôn đi vào tình trạng là khó khăn trên con đường đó là viện trợ. Cuộc gặp của Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển khó có thể mang tính quyết định và bất chấp tín hiệu của Mỹ đã bật đèn xanh và gây áp lực. Cuộc gặp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với Thủ tướng Thụy Điển khó có thể mang tính quyết định đối với tư cách thành viên của nước này trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Bất chấp các tín hiệu định kỳ từ các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ đã gây sức ép với lại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Thụy Điển. Tổng thư ký NATO Stoltenberg sẽ tổ chức cuộc họp này để cố gắng loại bỏ những trở ngại trên con đường gia nhập NATO của Thụy Điển. Cuộc họp sẽ diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11-12, tức là cuộc họp này diễn ra trong ngày hôm qua. Tại đó thì các bên muốn thông báo về sự gia nhập của thành viên mới của mình. Những vấn đề chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với lại Thụy Điển. Trước đó hội nghị thượng đỉnh thì ông Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển và Tổng thư ký NATO Stoltenberg sẽ gặp nhau để đánh giá toàn diện. Những cuộc gặp này khó có thể mang tính quyết định. Bản thân Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhận được áp lực đến từ Mỹ. Thế nhưng bản thân Thụy Điển vẫn đang hành động để không đáp ứng những yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, để làm sao bản thân Thụy Điển sẽ không trở thành thành viên của NATO. Vì nhìn vào pháo đài NATO ngày hôm nay, nó không còn là một lá chắn để bảo vệ an ninh cho các quốc gia đồng minh nữa. Nó chỉ đơn thuần là một công cụ vũ trang để cho Hoa Kỳ áp chế những quốc gia nhỏ bé khác. Nhưng đến khi Nga chính thức phát động chiến dịch quân sự đặc biệt thì công cụ vũ trang NATO không thể áp chế được bất kể quốc gia nào trên thế giới. Ngay như là việc Hoa Kỳ đưa tàu ngầm hạt nhân áp sát với lại bán đảo Triều Tiên cũng không áp lực được cho Triều Tiên, mà chính Triều Tiên đang đe dọa ngược trở lại Hoa Kỳ. Và đe dọa là sẽ bắn hạ máy bay trinh sát của Hoa Kỳ nếu một lần nữa vi phạm, đó là không phận. Hoa Kỳ ngày hôm nay không đủ sức mạnh để mà áp chế bất kể một quốc gia nào. Thì trong cái tình hình mà bản thân NATO đang họp thượng đỉnh ở tại Litva và căng thẳng ở sườn phía đông của NATO áp sát đến biên giới Beirut, cũng như là khó khăn cho tập thể phương Tây trong việc hỗ trợ hậu cần cho Ukraine để hỗ trợ cho cuộc phản công hiện tại, thì vấn đề hành lang ngũ cốc cũng đang rất nóng. Trong vấn đề hành lang ngũ cốc thì Thổ Nhĩ Kỳ đang có những động thái mới. Và ông Erdogan cũng nói rằng trong tháng 8 này sẽ đến Nga để gặp ông, đó là Putin. Cuộc hội đàm Putin và Erdogan có thể cứu vãn thỏa thuận ngũ cốc. Tình hình xung quanh thỏa thuận ngũ cốc hiện tại không có vẻ lạc quan cho việc kéo dài hiệu lực của thỏa thuận sau ngày 17 tháng 7. Theo một nguồn thạo tin về các cuộc đàm phán liên quan sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen ấy, không cho thấy là cho đến hiện nay là không cho thấy có cái tín hiệu khả quan. Các cuộc hội đàm dự kiến giữa ông Putin và ông Erdogan vẫn là một hy vọng duy nhất. Ông Erdogan trước đó nói rằng ông hy vọng là có các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin về thỏa thuận ngũ cốc, cả qua điện thoại lẫn gặp trực tiếp. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng Ankara không đợi thỏa thuận sẽ được gia hạn ít nhất là 3 tháng một lần. Về tổng thể thì Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng là gia hạn cơ chế này thêm 2 năm nữa. Còn ông Peskov, thư ký báo chí của lãnh đạo Nga, cho biết là vẫn chưa có gì chắc chắn về cuộc gặp giữa hai vị, đó là Putin và Erdogan. Trong lịch sử làm việc của Tổng thống Nga, hiện tại cũng chưa có kế hoạch điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàn toàn là chưa có. Tính đến hôm nay thì vẫn không có tín hiệu lạc quan nào cho việc gia hạn hành lang ngũ cốc. Khi được hỏi liệu các cuộc điện đàm giữa hai vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về chủ đề này có khả năng xảy ra hay không, người đối thoại của cơ quan nói rằng cho đến nay đó vẫn là một hy vọng duy nhất. Kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi cho thấy là phải nhờ vào cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo mới có thể thay đổi tình hình. Giai đoạn khó khăn hiện nay cũng không phải là ngoại lệ. Ngài Tổng thống Erdogan đã thông báo có ý định như vậy để tiến hành hội đàm với Tổng thống Putin. Chúng tôi hy vọng là sẽ có kết cục tích cực. Nhưng đến ngày hôm nay thì chưa có một hy vọng đảm bảo là những điều đó có thể xảy ra. Vậy thì hành lang ngũ cốc đóng lại, nó cũng là dấu chấm hết cho Ukraine ngày hôm nay, và sẽ đẩy toàn bộ châu Âu vào một tình thế khó khăn hơn rất nhiều. Vì về bản chất, hành lang ngũ cốc được coi là một thỏa thuận hành lang nhân đạo để giải phóng ngũ cốc của Ukraine, đưa tới cho các quốc gia nghèo ở trên thế giới. Thế nhưng mà trong suốt từ khi mà có cái thỏa thuận ngũ cốc thì cũng chỉ có 2% số lượng ngũ cốc của Ukraine được chuyển giao tới các quốc gia nghèo. Còn lại nó được chuyển giao tới Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và châu Âu. Tức là tới những quốc gia phát triển chứ không phải quốc gia nghèo. Và trong cái thỏa thuận đấy thì phương Tây cũng chưa đáp ứng được những điều kiện của Nga trong cái thỏa thuận. Và đã quá tam ba bận gia hạn hành lang ngũ cốc và phương Tây vẫn rất quyết không thực hiện. Thì lần này có thể rất khó có thể gia hạn được. Và phương Tây cũng hiểu rằng nếu như hành lang ngũ cốc bị đóng băng sẽ gây khó khăn rất lớn cho Ukraine về mặt trận phía Nam. Về cái cuộc phản công vừa qua của Ukraine phát triển chậm và không đạt được như hy vọng, thì chúng ta cũng hiểu rằng trong cuộc phản công giai đoạn đầu tiên của Ukraine đã thất bại rồi. Và trong sự thất bại đợt này, nó khiến cho nguồn nhân lực cùng với khí tài của Ukraine bị cạn kiệt, trong khi Nga đang áp đảo trên các mặt trận. Và Mỹ đã phải quyết định chuyển giao đạn chùm đấy. Thì tổ chức tức là nghiên cứu chiến tranh của Mỹ phân tích lý do phản công Ukraine diễn ra chậm chạp, giải thích rằng là quân đội Nga đã có nhiều tháng để đào sâu và tạo ra những cái tuyến phòng thủ nhiều lớp, khiến cho Ukraine không thể vượt qua được những tuyến phòng thủ này. Và phía Ukraine cũng đổ lỗi cho phương Tây khi mà chậm chế viện trợ khí tài, khiến cho cuộc phản công chậm lại, làm cho Nga có nhiều thời gian hơn để xây dựng các tuyến phòng thủ. Cả hai bên đang đổ lỗi cho nhau mà không chịu trách nhiệm rằng tất cả những gì ở trên chiến trường, dù phản công muộn đi chăng nữa, thì khí tài phương Tây viện trợ cũng không có sự đồng bộ để xây dựng các cuộc phản công hiệu quả ở trên chiến trường. Các nhà báo đã cố gắng Các nhà báo đang cố gắng trả lời câu hỏi được đặt ra hàng ngày ở cả Ukraine và phương Tây. Tại sao cuộc phản công lại diễn ra chậm chạp? Các tác giả một lần nữa chỉ ra rằng năm ngoái nhờ các cuộc diễn tập kéo dài, Ukraine đã giành được lợi thế trước quân đội Nga mặc dù thiếu nhân lực, vũ khí và không hỗ trợ đầy đủ. Khả năng chỉ huy kéo dài này, hiểu biết tốt về lãnh thổ và sử dụng hiệu quả máy bay không người lái cũng như là công nghệ kỹ thuật số đã cho phép quân đội Ukraine đẩy lùi một đội quân lớn hơn nhiều và ban đầu được trang bị tốt hơn. Đang nói về chiến công ở Kharkov cũng như là Kherson. Nhưng ai biết rằng đến ngày hôm nay thì đó là rút quân chiến lược của Nga. Người ta chỉ thấy rằng Liên bang Nga rút quân khỏi Kharkov và Kherson, hoàn toàn không bị Ukraine truy kích. Mà ngay sau đó là sự tổn thất rất lớn về mặt nhân lực và khí tài của lực lượng vũ trang Ukraine ở trên toàn chiến tuyến cũng như là sâu trong lãnh thổ. Nhiều kho vũ trang của Ukraine nhận được từ phương Tây đã bị đăng xuất sau những cuộc rút lui của Nga đấy. Và cho đến ngày hôm nay khi mà Nga không chủ động rút lui thì quân đội Ukraine chỉ mất thêm đất đai chứ đâu có giành lại vùng lãnh thổ nào. Đến bây giờ lại tiếp tục dồn quân về Bắc Mút thì đó chính là con đường tự sát của lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay. Trong đó thì quân đoàn tự do tiết lộ là kế hoạch đầy tham vọng tấn công xuyên biên giới của Nga vào Nga. Một nhóm bán quân sự tự xưng là quân đoàn tự do Nga bao gồm các công dân chống lại Tổng thống Putin đang lên kế hoạch tấn công nhiều hơn vào Nga. Chỉ huy của nhóm này chia sẻ với lại báo chí. Người phát ngôn chỉ huy của quân đoàn tự do Nga nói rằng sẽ có một bất ngờ nữa trong tháng tới hoặc là lâu hơn. Đây là cuộc hành quân thứ ba của chúng ta, sau đó là thứ tư và thứ năm. Chúng tôi có những kế hoạch đầy tham vọng, chúng tôi muốn giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình. Người này cho biết thêm, quân đoàn tự do của Nga có trụ sở tại Ukraine và bao gồm vài trăm đó là binh sĩ, là những người đào thoát khỏi quân đội Nga và những người tình nguyện khác chiến đấu chống lại quê hương của họ. Reuters báo cáo rằng là nhóm nói rằng là họ hoạt động dưới sự chỉ huy của Ukraine mặc dù Ukraine đã phủ nhận mọi liên hệ và nói rằng họ hoạt động độc lập chứ không phải dưới sự chỉ huy của Ukraine. Đây cũng là một bức tranh tô vẽ của vẹn vàng và báo chí phương Tây nói rằng là binh sĩ Ukraine Liên bang Nga đã chạy sang hàng ngũ của Ukraine để chiến đấu chống lại Liên bang Nga. Điều này có thể có xảy ra chứ không xảy ra được. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể trung thành theo cái tư tưởng của Điện Cơm Lý. Vì cái thực hiện diễn biến hòa bình nó vẫn đâu đó có trong xã hội Nga, trong kế hoạch của Nhà Trắng mà, đúng không? Thế mà tất cả những cái yếu tố phá hoại này và những cái cuộc tấn công của lực lượng tự do hay lực lượng chính quy của Ukraine cũng sẽ đều bị tiêu diệt và chung cuộc cuối cùng vẫn là sự thất bại. Ngoài chương trình thượng đỉnh của NATO đang diễn ra ở tại Litva trong thời điểm hiện tại thì người ta cũng đang quan tâm tới một chương trình thượng đỉnh của Nga với lại châu Phi diễn ra ở tại Saint Petersburg trong tháng 7 này, và tháng 8 là chương trình thượng đỉnh của nền kinh tế mới nổi BRICS. Và chương trình này thì ngày hôm nay Nam Phi sẽ không tổ chức thượng đỉnh BRICS đó là trực tuyến mà trực tiếp. Tổng thống Nam Phi nói là sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS dưới hình thức trực tiếp dù lãnh đạo một nước thành viên đang bị ICC truy nã. Chúng ta sẽ có hội nghị thượng đỉnh BRICS trực tiếp. Tất cả đều mong chờ một sự kiện mà mọi người có thể thấy nhau trực tiếp. Tổng thống Nam Phi chia sẻ điều này với được báo chí. Và trong cái câu chuyện diễn ra ở tại Nam Phi thì chúng ta biết rằng là hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ được đi cập cảng, tức là đi vào cảng của Nam Phi trong suốt quá trình diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Tức là sẽ tháp tùng, hạm đội Thái Bình Dương sẽ tháp tùng ngài Putin trong chương trình hội nghị thượng đỉnh. Nhưng cụ thể là ngài Putin có tham dự chương trình hội nghị thượng đỉnh này không thì cũng còn chưa rõ. Vì sinh mệnh của ngài Putin trong bối cảnh hiện tại là vô cùng quan trọng với vận mệnh của đất nước Nga nói riêng và thế giới nói chung, thế giới đa cực nói chung. Những gì đang diễn ra ở tại Đông Âu, đang diễn ra ở trên thế giới, người ta chỉ thấy sự thật thê thảm của Liên minh Anh Mỹ và sự thất bại thực sự đối tập thể phương Tây về bàn cờ quân sự thế giới cũng như là tình hình diễn ra ở tại Ukraine. Nó không có những yếu tố thuận lợi cho tập thể phương Tây để hỗ trợ châu Cà nhằm khiến Nga thất bại, đó là chiến lược. Vẹn vàng đu càng Kali cũng đang rất lo ngại về những vấn đề này. Dù báo chí phương Tây và Vẹn vàng có ca ngợi về các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, có chiến thắng đi tới đâu chăng nữa, nhưng mà xét về tương quan lực lượng và những sự rối rắm đến từ phương Tây thì người ta đều biết rằng Ukraine không còn cửa sinh để tạo đà chiến thắng trước đó Liên bang Nga được, và càng không thể đẩy một siêu cường hạt nhân vào chân tường, càng không thể có cơ hội chiến thắng một siêu cường hạt nhân cho đến khi quốc gia đấy chưa sử dụng đến kho vũ khí hạt nhân của mình. Và người ta đều hiểu Ukraine nó ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của Liên bang Nga, thì làm sao có cơ hội để Nga từ bỏ những mục tiêu trong chiến dịch của mình được? Không bao giờ có. Phương Tây cũng hiểu về điều này chứ, mà chỉ muốn kéo dài xung đột để làm Nga suy yếu thôi, sau đó kiểm soát toàn bộ châu Âu và phá hoại Liên bang Nga về lâu dài thôi. Chứ làm sao có thể giúp cho Ukraine có một chiến thắng trước Liên bang Nga được? Một quốc gia siêu cường hạt nhân, người ta chưa sử dụng đến vũ khí hạt nhân, thì bạn làm sao có thể giúp họ, làm cho họ thất bại được? Đúng không? Và những gì mà Nga đang sử dụng trên chiến trường, nó đang thể hiện rõ là vượt trội hơn nhiều với lại vũ khí mà phương Tây đang viện trợ cho Ukraine. Nga đang sử dụng đồng bộ các loại khí tài và chủ động về hậu cần, trong khi Ukraine hoàn toàn bị động và không được viện trợ đồng bộ. Hậu cần cho đến những cơ sở quan trọng không được bảo vệ bởi những lá chắn phòng thủ phương Tây viện trợ. Chúng ta cũng biết đủ để biết rằng làm gì có thế nào cho phương Tây để tạo ra lợi thế cho Ukraine trên chiến trường được. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.